Rồi, tao nghe băng.第二十六课，你属于哪一种忙？课文，你属于哪一种忙？工作中的忙碌大概可以分为三种。第一种忙，忙得很被动，总是被事情追着赶着，人几乎成了工作的奴隶。第二种忙，忙得很主动，忙而不乱。人是工作的主人。第三种忙，忙得有些虚伪，因为在他们的思想中，已经把忙与成功、闲与失败联系到一起，所以这样的人总是想办法让自己忙。你属于哪种忙呢？我有一个体会，现实中我们不一定知道正确的道路是什么。但时时反省、总结，却可以使我们不会在错误的道路上走得太远。据说，曾经有一位很有个性、极爱冒险的大导演，到南美丛林拍有关古代印加文明的纪录片。他雇了20来个当地人为他带路和搬运行李。这批当地人个个都表现出色，尽管他们背着重重的行李，但他们的脚力过人，健步如飞。一连三天，他们都很顺利地实现了原定的计划。到了第四天，大导演一早醒来就催着大家上路。然而，当地人却拒绝行动。大导演非常着急，一来耽误了时间，日程就得重新安排；二来会因为费用增加而让投资人不高兴。至于这部影片的投资人可是一位大人物，他可不敢得罪。经过沟通，大导演总算搞明白了，当地人自古就有一种习俗，在赶路时用尽全力地向前冲，但每走上三天便要休息一天。当大导演进一步询问原因时，当地人的回答令他受益终生。那是为了让我们的灵魂能够追得上我们赶了三天路的疲劳的身体。多么富有哲理的话！在这个提倡和鼓励竞争的时代，我们常常只顾低头拉车，却少了抬头看路，少了思考、总结这一重要的步骤。从20世纪80年代起，比尔·盖茨每年都要进行2次为期1周的闭关。在这一周的时间里，他会把自己关在一所房子里，包括家人在内的任何人，他都一律不见，使自己完全不受日常工作的打扰。盖茨的这种令人寂寞难耐的闭关，不只是一种休息方式，更是一种高效率的工作方式。忙碌的人们，请多给自己一点思考的时间吧。好的，你叫我呢。你属于哪一种忙？bạn thuộc nhóm người bận rộn nào? Công chúa trung tờ mạng lưu đa cai khởi gì phân quẩy san trụng. Bận rộn trong công việc nhìn chung có thể chia thành 3 loại. Ti y trụng mạng, mạng tờ khẩn bê tung. Chúng sư bê sư chính trê trớ, cản trớ, rẫn chi hô chẳng là cung cho tờ nũ lì. Là bận rộng thứ nhất, rất là bận rộng, bị động, luôn bị công việc theo đuổi, vội cho kịp. Con người dường như trở thành nô lệ của công việc. Ti ơ, trụng mãn, mãn tờ hẳn trụ tung. Mãn ở bủ loan. Rẫn sư cung chua tờ trụ rẫn. Bận rộn thứ hai, bận rất chủ động, bận mà không loạn. Con người là chủ nhân của công việc. Ti san trụ mãn, mãn tờ dầu xia suy vệ. Yên quay giai tha mận tờ sư sản trung, ý chinh bà mãn dĩ chẩn cung.
想以失败联系到一起，所以这样的人总是想办法让自己忙。loại bận rộn thứ ba, bận có cái chữ này là giả dối hay mà bận có chút giả dối, không hiểu thầy, bận có chút À, giả dối. bận giả vờ. Bởi vì trong tư tưởng của họ đã gắn liền bận rộn với thành công, nhàn rỗi với họ lại là thất bại. Vì vậy người như thế sẽ luôn nghĩ cách để cho Nhàn bản thân mình buồn rỗi và thất bại. vậy hả, nhàn rỗi và thất bại. Thì chưa À, phải máng nhàn ủy rỗi thành công và thất chén ủy sư bại liên xì cho y chỉ à, bận là thành công còn nhàn rỗi là thất bại. à dạ. Cho nên là họ đã liên kết thành thành một đúng không? Thực chất Cho thì nên mình đừng dịch cái liên kết đấy là cái kiểu nói của người Trung Quốc à thôi. Đã tức là đã liên kết là bận và thành công, nhàn rỗi và thất bại, nhưng mà nói như thế thì văn tiếng Việt mình sẽ nghe hơi hơi khó hiểu là đang nói cái gì. Đây cần dạ nói là đã cho rằng là bận nên là thành công mà nhàn rỗi là thất bại thì người ta dạ nghe dễ hiểu hơn. dạ Để em đọc còn mấy hàng nữa hết đoạn này ha. Nì sủ ý nã Ní trụng sủ mãn, ý, nỉ là phải nì ní, ní sủ à ý. nì sủ ý nã trụng mãn, bạn thuộc loại bận rộn nào? Ủa dầu ý cơ thì khuây, sự sang sự trung của mận vô ý tình chưa tao chân chưa tờ tao lưu sư sẵn mơ ta sử sử phản xỉn trùng chế Phán chưa xẩn khử à, phản phán sận xỉn phản xỉn 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 ok xỉn hả? Ngài không phải tỉnh. Khờ chưa khử gì sử của mận phú trai vũ hê trai chô gu tờ tao lô sang chậu tờ thai duyển, chậu tờ thai duyển. Tôi có một nhận thức, sự trong hiện thực, chúng ta chưa chắc biết con đường chính xác là gì, nhưng luôn tự kiểm điểm tổng kết lại có thể làm cho chúng ta đi qua, không có đi quá xa trên con đường sai lầm. Rồi. Đó, học chữ này hay nhỉ, đọc là nếu có thứ này đọc là sởn đấy, sởn là tỉnh, nhưng biết thế này mà đọc là xỉn, xỉn là tỉnh, ví dụ như xỉn Cái chữ cảnh tỉnh này là em nhớ trong nhà xỉn Phật ngủ không? là tỉnh ngộ, phán xỉn tức là đây đây tự kiểm điểm là phán xỉn, tức là tỉnh ngược lại đấy gọi là tự kiểm điểm phán Em thấy trong nhà chùa hay dùng chữ cảnh tỉnh xỉn. Xỉn ngủ tỉnh ngộ thôi. Rồi, tiếp theo bạn Linh nào. Chị xua. đó. Chị nói, Trường Trinh có một người có chỉ ai mạo Chị hiểm ải, đờ các ta bạn này. Khấn nhiều cơ xỉn, chị ải. hẳn hữu cơ xin chỉ ai mạo hiểm đờ ta tạo yên Tạ ta táo diễn, tạ táo diễn. ta tạo yên ta nán mậy súng nín hai hữu quay cu tay in Củ cha tại, quần ta đọc lung tung thế, củ tại, đúng không ạ? em đọc là cu tay, lỗi cơ Cụ bản ta của từ tình trạng tình trạng của mình đỡ chi lưu phiện chi lưu phiện. Nghe nói thì đã từng có một người đạo diễn ạ. Từ từ thầy đấy em đi. ừ. Nghe nói thì từng có một người rất là cá tính, có một người đạo diễn lớn yêu thích mạo hiểm đến rừng cây Lam Mỹ để chụp nhiều tài liệu có liên quan đến cổ đại văn minh của đế chế Inca. Ta cụ là ơ sử, ơ sử này cơ tàn thi rừng, với tha tài lụ, khở, bài duy xiển lỉ. Ông ấy thì thuê 20 người bản địa đến giúp ông ấy xem đường và vận chuyển hành lý. Quẩy nhá, Trước quẩy tha nhá. Không phải quẩy đâu, quẩy, quẩy là vì. Tưởng ui, tượng ra. ơn thấy nó hai cái đọc không? Đúng rồi, có hai âm đọc. Quẩy là, còn quẩy là vì. Nên là phải đọc là quẩy tha. Chưa Đó. phi tăng ti luận cơ cơ tộc biểu xuyên chủ sở
奇怪，他们背着重重的行李，但他们的巧力过人，健步如飞。cái nhóm người bản địa này thì biểu hiện rất là xuất sắc, cho dù là họ cắm đồ thì rất là nặng, nhưng mà chảo ly qua rần có nghĩa là gì ạ? Sức chân Sức hơn chân người, hơn người. Sức lực chân chân của hơn họ người. thì rất là mạnh mẽ và thoăn thoắt. Ừ. Khi nếu sang thiên, tham man tô hẳn xuân lý tự sử chia lơ, yến tinh tự trị khoa. Liên tục 3 ngày thì họ thuận lợi đạt được cái kế hoạch ban đầu. Tao lơ đi sử thiên, ta tạo yên, y cháu xỉnh lại, chiêu cụ trợ, ta cha sang lưu. Đến ngày thứ Chơi tư, dở, chơi chơi không phải cu, thì gần giống như cu nào là chơi. chơi. Chơi trở lại cha sang lũ, thúc giục mọi người lên đường. Đến ngày thứ tư thì người đạo diễn này thì rất sớm nên thúc giục mọi người lên đường. Rằng ngựa, tan đi luận chơi chiêu chuyện chính tụng. Nhưng mà người bản địa thì lại từ chối cái hành động này. Ta tạo nhẹ phê trắng, cháu chí, y lái, tan u. Tan u là sự kiện, rưu trọng, chiêu tẩy, chiêu tửa trung xin an, tẩy trung xin an bái. Ơ lại, huy yên nhìn phê dung trông xa, vừa rang câu thâu, thâu chư luận bố cao Thấu xin. thấu chứ À, à, chứ. vì vậy phải dùng chân cha ở rằng thấu chứ lần phụ cao xin Tinh quê phê dung trường trang ở rằng thấu chư luận bố cao xin. Chân lý chú chư ý lý chưa bu ý phiền tờ thâu thâu chư luận thấu 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 chứ lần thấu chư luận khở sự y quê ta luận u tha khở bu cảng tha khở bu cảng tử trệ. Nhưng mà người bản địa từ chối. Người đạo diễn lớn thì rất là gấp. Đầu tiên là làm chậm trễ thời gian, hành trình phải sắp xếp lại một lần nữa. Thứ hai là bởi vì chi phí tăng cao sẽ khiến cho nhà đầu tư không vui. Còn bộ ảnh này của nhà đầu tư, Bộ phim này. bộ phim này của nhà đầu tư thì lại là một nhân vật lớn. Anh ấy không dám làm phật lòng. Đến nỗi chú ý là đến nỗi đến mức thậm chí bộ phim này cái người đầu tư vào bộ phim này ấy, là một nhân vật lớn, anh ấy không thể nào đắc tội được, đứa chơi ở đắc tội. Xin qua câu thông, ta đã hiện chủ sang cảo miếng bái lợ. Cao Tan cạo đi cạo cảo cạo 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 đúng rồi, cạo cạo miếng, cạo cảo miếng miếng bái bái lợn. lợ. Tan đi rồi chư cụ, chưa hiểu ý chủ xí xú. Chạy cả lưu sử, dùng chinh chuyển lý tờ, sang chiến chung. Chúng, ở đâu? Chung, ta mấy chỗ sang sang thiên. Sử yào siêu sĩ y thiên. Thông qua cuộc trò chuyện thì đạo diễn lớn cuối cùng cũng hiểu. Và từ xưa thì người bản địa có một tập tục là dùng lực về phía trước, nhưng đi mỗi ngày khi đi mỗi ngày thì lên nghỉ ngơi một ngày. Kinh Ta gì đấy, tạo nghe hiện nghe khi nghe nghe nơi nghe nghe nó hơi khó hiểu. dạ Dùng chỉn chuyến ly tới đi xem xem chén chung, tức là dùng toàn bộ sức lực đi thẳng về phía trước. Tan mấy chậu là sảng san thiên, thế nhưng mà mỗi lần đi thì là 3 ngày. Trên giao siêu sĩ y thiên thì phải nghỉ ngơi 1 ngày đúng không ạ? vâng ạ. Tiếp. Ta đạo diễn chi lợi ý bao đâu chi nị phu xử quân nguyên nhân sự tan đi rồi tờ tả an linh tha sâu ý chung sống. Khi người đạo diễn lớn muốn bước thêm để mà hỏi về nguyên nhân thì đáp án của người bạn địa là khiến anh ấy ghi nhớ sâu sắc để cuối đời. Cái câu trả lời của người bản địa làm cho anh ấy cảm thấy có hữu ích, sâu ý chung sân, có ghi nhớ đến cuối đời này, chung sân là đến cuối đời rồi. Thầy Ok, ơi, thầy nói sơ sơ cho em chữ cạo đi thầy. cảo là làm
làm cho cái gì đấy nó rõ ràng, cảo miếng vái. Cái từ từ cảo nó ít khi dùng lắm, nhưng mà nó thường hay đi với cái từ miếng vái, làm sáng tỏ một điều gì đó lên thì ta dùng chữ cảo. Ví dụ là hoặc là cảo đi với chữ chim trụ, cảo chim trụ. Làm rõ. Thì thường thì cái này thì tôi thấy cũng ít khi gặp. Đấy, thì trong từ điển thì nó vẫn thấy có xuất hiện từ cảo, nhưng mà trong thực tế thì ít dùng. Đấy, giống như cả chữ nung ấy, với cả chữ chùa. Đấy, như làm sản xuất nó cũng dùng cái cảo này, cảo sân chản. Đấy, cảo sân chản. Tại vì em thấy có chữ làm thôi mà quá trời từ Mấy là chùa cũng làm, can cũng làm, cảo cũng làm, nung rồi. cũng làm, đấy, pan cũng là làm, mấy từ bốn, ba bốn từ cảo, ba bốn từ Đúng làm, rồi, đúng rồi. nó tùy vào cụm từ đi kèm. Nên là khi mình học thuộc luôn là cảo miếng vái, cảo miếng vái, học thuộc luôn cả ba chữ, như vậy khi mình dùng nó sẽ linh hoạt. Thế mình cứ máy móc mình lắp ráp là đôi lúc là nó khó khó chuẩn xác như kiểu tiếng Trung, đôi cái không thể lấy định nghĩa được, mình giải thích được, nó là thói quen. Rồi tiếp theo bạn Hiền đọc đoạn cuối nào. Là sự vui lắm, là cái lính quân. Đây đây cái đây con cần. Dạ vâng.那是为了让我们的灵魂能够追得上我们赶了上天路的疲劳的身体。Đó là vì để cho cái linh hồn của chúng ta có thể đuổi theo kịp cái cơ thể mà mệt mỏi sau 3 ngày trên đường ạ, tức là 3 ngày trên đường ạ, 3 ngày đi đường. 3 ngày đi đường đúng không? Dạ vâng. Nam mờ phu Tô ở mơ. chớ lì tờ khoa à Tô tua tua mờ à vâng tua mờ Phủ phu hiểu. dậu ở chớ lì tờ khoa. Thật là một cái câu nói đầy triết lý ạ. Tại chưa cơ thì chẳng tờ hứa cổ ly chinh trọng tờ sứ tài của mình chẳng chẳng chủ cô đi thấu la chưa chơi sảo lờ thái thấu khăn lu sảo lờ sư sẻng tổng chế Tư khảo. chưa sư khảo ạ. Ừ. Dạ vâng ạ. Sảo lờ sư khảo tổng chế chưa chưa y trung yào tờ bu châu trong cái thời đại mà đề xướng với cả khuyến khích cạnh tranh thì chúng ta thường thường chỉ quan tâm việc là cúi đầu kéo xe lại ít ít đi Thiếu đi ngẩng đầu lên xem đường ạ. Thiếu ngẩng đi cái đầu việc nhìn ngẩng đầu đường, xem nhìn đường và thiếu thiếu đi đi cái, đúng cái bước quan trọng là việc suy nghĩ với cả tổng kết này. rồi. Dạ vâng. Sống 20 世纪 sư chi 30 年 đại chỉ Bill Gates mỗi năm đều yao tiến hành 2 次 với sinh y châu tờ bi quan. Tức là từ những năm 80, 1980 của thế kỷ 20 thì Bill Gates mỗi năm đều dành ra 2 lần bế quan tức là 2 lần Bế bế quan quan đúng thời không? hạn 1 tuần. Tự nhốt Đúng rồi. mình 1 tuần đấy. Dạ vâng. Trai chưa y châu tờ sứ trên lì ta khuây bả tự chỉ quan trai y sủa phán tự lì bao khoa gia đình trai này tờ rừng khởi rừng ta tâu ý lì bù chèn sử tự chỉ quản chén bù sâu rưu chẳng cung chưa tờ tá rào. Trong cái khoảng thời gian 1 tuần này thì ông ý sẽ nhốt mình ở trong phòng bao gồm bất kỳ người nào trong nhà thì ông ấy cũng không gặp, nhất định không Ừ, gặp. nhất định không gặp. Dạ vâng. Để cho bản thân hoàn toàn không bị cái công việc hàng ngày làm phiền. Không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Cái sự. Cai xứ Cái sự. à cai xứ tờ cho chủng linh rấn chi mua nán nán nại tờ bi quan bu chỉ sư y chủng xeo xỉ phang sư cân sư y Tiêu chủng chỉ.
为消息，我们休息，休息放松。休息方式，更是一种高效率的工作方式。cách làm này của ông Gates này thì làm cho người ta cái cách bế quan này của ông Gates này làm cho người ta tức là cô đơn à, cái gì ạ? Cô đơn đến không chịu nổi ạ. Mà không chỉ là một cái cách nghỉ ngơi mà còn là một cái phương pháp hiệu suất công việc ạ. Đây nhá, đây nhá, em phải Cái dịch này đi. là Đây. cái này. Tao dịch lại được không? À, Cái bế quan cái bế vô quan cùng nhàm chán này của Bill Gates không của Bill chỉ Gates là một cái phương thức để nghỉ ngơi, nghỉ mà ngơi, hơn thế nữa, nó là một cái phương thức làm việc nâng cao hiệu quả. phương thức làm việc nâng cao hiệu quả Cung chua phang sư của dịch trước. à, dạ vâng, ồ đúng đúng ạ, à dạ vâng, một phương thức làm việc hiệu quả cao hơn, à, nâng cao hiệu quả Nâng cao hiệu hơn, quả, cao xeo ly. dạ vâng. Mang lu tờ rấn mân chỉnh cho cái tư chỉ y tiền sư khảo tờ sứ chiên ba. Cái này là cái những cái những người bận rộn ạ. Những người bận Những rộn. người bận rộn thì nên hãy dành cho mình bản thân một cái khoảng thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Dạ vâng. Rồi. Chị Mai có đọc được không? Alo. Lớp mình có hai bạn Mai, không biết là chị Mai hay là bạn Mai kia, gọi cho chắc. Không trả lời chắc là chị Mai rồi. Ok, thế nên Mỹ Châu nào. Dạ. Lại trụ sử dùng tài sử tài trên tận su sử hoặc su lăng sử su lăng sử hậu đều sư cai su đi rủ lại trợ từ dùng trong chục trăm nghìn vân vân sao số lượng từ hoặc số từ biểu thị số sắp xỉ. Cai su là số sắp xỉ không thầy? Đúng rồi. Tha khu lợ ơ sử lại cơ tăng ti rảnh quê tha tai lưu hứa ban duyên ban duyên xỉn lị xỉn lị. Ông ấy đã thuê 20 người địa phương dẫn đường và mang hành lý. An trao lào rảnh treo tờ phan phả tha chi hu mỹ thiên tô nẫn teo tao ủ chin lại trung tờ ta yu. Theo phương pháp của người già dạy, người lớn dạy, ông ấy hầu như mỗi ngày đều có thể câu được 10 cân cá lớn. Lại hãy khởi Đâu đâu nghiệp. đâu đâu Dạ. 2,5 kg cá lớn Cá ủ nặng 5 chin, cân. 2,5 cân kia. 5 cân, nhưng mà cái cân của Trung Quốc thì nó chỉ bằng Là nửa nửa cân kg ấy. thôi, tức là chỉ bằng 2,5 thôi. Vậy là ông ấy mỗi ngày cân được 2,5 kg. Lại hãy khởi gì dung chai y ơ san từng su sử hậu câu chẩn y lại ơ lại cho gian tờ cơ chế câu đều sư lia chu y dấu y rủ lại có thể làm không phải lại còn có thể dùng với một hai Dùng phía ba sau số từ 1, 2, 3. Dùng dùng phía phía sau số sau từ số 1. từ 1, 2, 3 tạo thành y lãi thứ nhất thứ hai hả thầy? 1 là, 2 là. Hai là hả? Tạo thành một cái kết cấu là 1 là, 2 là. Biểu thị Dạ, tạo cái thành cái lý do cấu dẫn một là ra. hai là biểu thị lý do đưa ra ví dụ chi thiên sư ta nhìn san sử của mình lại khăn khăn ta cha y lại sư cậy ta cha sung sĩ của ở lại sư khăn khăn ta cha cua chĩa hãy dầu sớm nản chu. Hôm nay là 30 Tết
chúng tôi đến thăm mọi người. Thứ nhất là tặng mọi người một ít trái cây. Và thứ hai là xem mọi người đón Tết có khó khăn gì không. Rồi. 我对上海很有感情，一来上大学时在那里住过几年，二来我太太也是上海人。Tôi có rất nhiều tình cảm với Thượng Hải. Thứ nhất là khi học đại học tôi đã ở đó vài năm. Thứ hai vợ tôi là người thượng cũng là người Thượng Hải. Hoàn thành chi sự của tây hoa cho sửa xuyên sao sư xẻo ban sang khưa. Trường học này, ngôi trường này có lớp nhỏ hả thầy? Sẽ ban sang khưa. Trường hợp này là có cái lớp tiểu học đi học. Tiểu học chứ không phải là lớp nhỏ hả? Xẻo pan cũng có thể gọi là cái lớp nhỏ. Tại vì ở phía sau nó có là mấy cơ ban nè, là chắc là nói lên số lượng á. Cái này lấy trong bài tập ra, lấy trong bài khóa ra. Mấy cơ ban dầu ơ sử hoặc là sử lại cơ sửa sân. Đúng rồi. Mỗi lớp thì có khoảng gần 20. Lớp có 20 Sửa học lại. sinh, mấy cơ Ừ. ban dầu ơ sử lại cơ sửa sân. Sư cho hào quả từ ti phan cửa tua là tứ xuyên có rất nhiều điểm để vui chơi. Truy đi dẫu tờ ti phan dầu dầu sửa lại cơ được không thầy? Không biết phải không em đáp lại. Truy truy lì dẫu tờ ti phan dầu sửa lại cơ. Sử lái cơ đây sử lái cơ tỷ vàng cũng được gần 10 tức là khoảng gần 10 điểm du lịch Nơi đi du lịch có 10 điểm, có 10 chỗ. Nì xa ban chậu lưu khuấy cha quê sở mơ bú chua chưa nè. Cậu đang làm đi bộ về nhà sao không ngồi xe. Cái này là dùng y lại ở lại à. Y lại sư to lên sân thị ở lại của cha lý cung sư gia thường duyệt quán. Đi gần, tại gần nên mới đi bộ à. Phú Thái Duyển thì không 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 xa lắm. Vũ Thái Ui. Duyện. Dạ, chỗ này là Vũ Thái Đó, Duyện. tiếp theo là chú ý nào Linh nào. Chú ý, động词表示达到某种程度，多用于反问句，例如，注意了动词表示达到某程度，或者用于trong câu hỏi. Ví dụ Câu như phản vấn. Phản vấn, phản phản ngôn truyện là câu hỏi phản vấn. ý, 我只是和你开个玩笑，你至于生那么大的气吗？tôi chỉ là đùa với bạn một chút, bạn bạn còn phải tức như thế sao? Có nhất thiết phải tức như vậy không? Xẻo nhá. Quán xẻo. Quán xẹo. Sao? Chưa chân chân sang yêu ý chân lại khoai chân. Là chú ý là mới quay mà quay nó cái gì cái áo khoác này cần đến 1.000 ngàn tiền khoảng 1.000 tiền à. Gần đến 1.000 đồng, 1.000 tệ đấy, đâu có đắt thế như vậy. Đâu có đắt được như vậy. Chú ý ý có thể cho chia sẻ dùng trái A chú ý B chứa câu chung biểu sự liên thí ý sự lý lũ. Chú ý thì còn có thể làm giới từ dùng trong A hoặc là chú ý B trong kết cấu biểu thị đề cập một việc đề cập đến. San chú ý cho bộ ảnh phim tờ thủ chữ luận khởi sự一位大人物他何不敢得罪còn là một người đầu tư của cái bộ phim này thì là một nhân vật lớn, anh ấy không dám làm phật lòng. Tội, đắc tội. Sự 我只知道他是六班的学生,
这里住在哪儿，我就不清楚。À, tôi chỉ biết là anh ấy thì là học sinh của lớp 6. Còn lại thì ở đâu thì tôi không được rõ. Lên đi lên. Y. Tôi chỉ chỉ đó. Họ nói qua yêu chi mải lý ụ. Chú ý mải sơ mơ đâu. Mải sơ mơ của bố chứ đạo. À, tôi chỉ nhớ là. Tôi chỉ nhớ là anh ấy sẽ đi mua đồ. Còn lại là mua gì thì tôi không biết. À, vô cảm bị nhé. Hiện tại chơi chung nhau tớ tớ sự cháu cháu ta cùng chua chú ý chung tôi sợ chiến hiện tại Choan bố sự choan chung nhau choan tớ sự choan hoặc là chân, em vừa đọc là choan hay là chân? chân ạ Chân chân thanh bốn chân tu sảo chiến trong chân buổi chung ta. Ừ. tôi vừa mới tốt nghiệp thì bây giờ quan trọng nhất là đang tìm công việc. Còn lại thì kiếm được bao nhiêu tiền thì bây giờ không phải là chuyện quan trọng. Đây. Sơn, Thinh Xua, Lý Yắng, Lý Yắng, Bình Lợ, Mín Thiên Tờ, Khổ Tụng, Tha Khủng Pha, Tha Tra Bù Lẹo Lợ. Là Chú Lý Chú Bê Luẩn Lợ. Nghe nói là Lý Dương bệnh rồi. Còn hoạt động ngày mai thì nghe sợ là anh ấy tham gia không nổi. Vậy thì còn người dự bị thì sao? Ừ, chú bảy lớn ạ. Học theo hiền nào, tổng soạn Dạ vâng. Tổng soạn, phu sứ, bảo sư, trinh qua xem tan tráng tờ sử diện ý khâu mẫu chủng ghen quang chung ý sử diện. Lý rú, tổng soạn nói chung, tổng kết, phú phó từ, biểu thị việc sau khi thông qua một cái khoảng thời gian tương đối dài thì một cái nguyện nguyện vọng gì đó cuối cùng cũng được thực hiện ạ. Ừ. Ví dụ y thông qua câu Chuyên thông của ta táo yển à chinh qua chinh qua câu thông ta táo yển tổng soạn tạo mình phái lợi thông qua việc tương tác ạ. Đó. tương Thì tác. đạo diễn vị đạo diễn lớn cũng coi như là làm được rồi ạ. Rõ rồi ạ. Giáo viên lớn luôn luôn có thể hiểu được luôn, soạn là luôn cho rằng hay luôn luôn có thể Nói chung là làm được hoặc là rồi. cuối cùng cũng đã có thể làm rõ được điều này. Cũng làm rõ được điều này. Vâng. Chủng 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 soạn soạn là tính toán mà, cái tổng kết Vâng. cuối cùng ấy, thì Tức là là đã làm nói rõ chung rồi, đã làm rõ kiểu kiểu tổng hoặc là tổng kết rốt lại cục. đúng không? Kết Hoặc là cục đúng cuối không? cùng cũng được, cuối cùng cũng đã làm rõ được điều này. Vâng. Chủ soạn bảo khóa can quản là khở áo của lây khoai là cuối cùng cũng là làm xong rồi nhưng mà lại làm tôi mệt chết. Ừ. Vâng ạ. Chủ soạn khái khởi ý bảo sư ta thị sang khái qua tứ truy lý rú. Tức là cái này là còn có thể là biểu thị việc là về mặt cái tổng thể thì là vẫn chấp nhận được. Cô tớ Vẫn truy được, vẫn được tính được, tức là tạm coi được hay là gì. đạt được. Cũng là được đúng không? Coi là được đúng không? Cô tớ truy tức là cũng xong đấy. Vâng. Ừ. Dạ vâng. San ạ. Tuy rằng của tôi chưa cha bình quả bù thai mãn y, tan chủng xoan hạ, à tan chủng chủng xoan dầu cưa xoay treo từ thi phạm Ừ. rồi. Tuy là tôi đối với cái khách sạn này chưa hài lòng lắm, nhưng mà cũng coi như là có một cái nơi để ngủ. Đây. Dạ vâng. Sửa lính dầu chả nâng khởi nghĩa trên sang ý miên chưa thang chuẩn soạn mấy dầu bài lái tức là cái gần tức là trước khi gần đến lúc trước khi đi mà có thể là gặp bạn được một lần thì gặp bạn được thì cũng coi như là chuyến đi này cũng không không phải là không có gì đúng không thầy, không phải kiểu Bài lái không tức có thu là hoạch lãng phí không đến phải không. lãng phí ạ. À, đúng Không tay không đúng không thầy, cũng không có rồi, cái gì thì chuyến đi này không có gì, cũng thì chuyến đi này cũng có thể coi là
không bị lãng phí. Kiểu vậy đúng không? Còn nói khách sáo thì phải lái, phải ví dụ như là ăn không ngồi rồi gọi là phải chứ. Phải lái là đến chẳng được cái việc gì thì gọi là phải lái, mấy hiểu phải lái tức là không bị mất việc. Vâng, kiểu không không như là coi như không phải là không công hay không không có cái gì đấy. Không có cái hiệu quả gì ý. Vâng. Không phải không có hiệu quả, kiểu như vậy. À, dạ vâng. À, lên thì lên ạ. Y ạ. Ủa, chủng xoan BL tan mà mấy giờ sẽ giờ khuấy lão cha ở trai ở sư liệu trai chưa lý tạc cung. Dạ vâng. Ờ, Lý Tráng tờ cà phê quán chuẩn bị là ban nhắn dâu sư trang siêu dâu sư ban cơ chủng sổ suy chân cu rủng y sư suy rán khoa lờ ý toàn sử chiên tăng chủng xoan can quán lờ được không thầy? Đấy, thế nào? Dạ vâng. Ở san lin lin chưa sư khoa sẽ khảo là 73 phân bị chưa bị chi trung khảo sư提高了10分的化学是他最头疼的科目了科目，科目不嗯。科目了总算是有进步了。等会的，米粥呢？提倡呢？提倡提倡科学，你们偏科幻好怕太。để thị trang này nó có Đúng đề rồi, xướng khuyến khích, khuyến khích đề xướng, khuyến khích. Chính đề xác. xướng thị trang che che yên Chia yên. che yên Ừ. khuyến khích cai thuốc thị trang tuyên khoa em không hiểu thầy Đối thị trang thoại. tuyên khoa đó họ thì mà Ừ. hai ghép hai cái từ đó lại à Khuyến khích đối thoại gì đâu. Đề có xướng thể hoặc hiểu nè là thị ủng hộ đối trang thoại. thị trang chế duyệt khuyến khích tiết kiệm Ừ. thị thị trang chẳng chỉ khuyến khích thành tích thị trang bình tận khuyến khích công bằng tan vu lỡ muộn tan vu công chua làm lỡ công việc tan vu sự chen làm lỡ thời gian tan vu hại sự là cái gì thầy Tanu thì làm lỡ dở lỡ bọn trẻ, nó phải tùy vào ngữ cảnh với dịch được cơ. như là chữ tan vu với sân chẳng này này giống như là Làm sinh lỡ việc muộn gì sản xuất, à không xuất đúng chả là không sản xuất. Ừ. vì tại vì chữ sân chẳng này em dịch ra nó cũng có chữ sinh nữa sinh sản Đúng à rồi, sinh sản. Ừ. tan vu siêu dịch làm lỡ nghỉ ngơi hả Ừ. tan vu duy huê lỡ hẹn tan vu khan bin làm lỡ khám bệnh chi chi mua tờ phấn dầu bạn bè cô đơn hả thầy không hiểu À, chi mua tập xin tập phẩm hiệu không? Bạn bè cô đơn gì đâu? ngộ quá chi mua tờ niên tài thời gì niên đại cô đơn hả có chi mua tờ càn chuyện thì em biết Thời kỳ cô đơn, niên thời kỳ đại cô dịch đơn là thời kỳ cảm giác cô xin đơn. mua tờ xin chỉnh tâm tình cô đơn chu xưa tờ rảnh vu nhân vật xuất sắc Ừ. chu xưa tờ y sinh bác sĩ xuất sắc chu xưa tờ chẩn chẩn chi Chúng chị thành tích xuất sắc chu xưa tờ biểu hiện xuất sắc ta li
Tali đầu tư, dùng sức đầu tư, chi Đâu, ta chỉ. ly thí chẳng. Câu chữ ở bên À, dưới. à, đúng rồi, em nhìn lộn. À, ta đi thị trường. Như vậy thì nó là dốc sức khuyến khích. Ừ. À, chi chỉ thị trường. Chi chí tợ, em phải thêm chữ tợ với nhà À, ta ly tợ không thí có chữ chẳng. tạo Chi chí này. tợ. Chi chỉ tờ thị trường là tích cực đề xướng. Đúng rồi. Thẳng chi tờ thổ chữ. À, đầu đầu tư Dài dạ dài hạn. kỳ. À, thổ sư thổ chữ, phân phân thổ chữ sôi nổi đầu tư. Ừ. Ta tản tờ thổ chữ. Ta Mạnh tản là dạn em nhớ to à, gan dịch là mạnh dạn đầu tư. mạnh dạng đầu tư. Ừ. Xoan xoan bu chín Sao hả, phụ chiêu. bu chín là không rõ ha thầy, nhưng mà son nó đứng một mình nó là cái gì à? Son là tính toán, tính không được À, rõ. Đó. là tính không rõ. À, son bổ chu là tính không ra. À, son cửa sang là không được ha thầy, không đến à, tính không được à. Không tính được. Ừ. À, tính À, được xoan xoan tứ sàng ấy, xoan bu chu là tính không ra, xoan tứ sàng tức là tính được. à tính được. Son phú lẻo là tính không được. Ừ. Cạo cạo chua là làm sai. Cạo chẩn là làm thành. Cạo chua lại làm ra. Cạo tứa chuẩn chuê làm chính xác. Ý bu chi lưu pin một bộ phim tài liệu. Ý phi khua một một mớ à, một EP là một gì em quên mà. Nhưng mà EP là EP xuyên sân là một đội học sinh. Ừ. Một đợt học sinh, một đợt À. hàng. Khi là số lượng lớn mà. À. À. À, tiếp. Linh nào. Trùng Ờ, soạn, trung bị. trùng Ừ. son trùng nhị cùng trùng tiện đều là phụ sự, đều có biểu thị kinh quá,较长时间的变化或等待以后出现了某种情况的意思，留了幅度，有表示通过某款退路这么款的站在，或者就的该是别发生，应该是别发生。如这近年后来努力学艺，总算终于有了一点小名气。那个5 tháng sau này nỗ lực học tập sau này thì cuối cùng cũng có một chút danh tiếng nhỏ. Bù thủng tiện trung soạn y sư chính tờ chế của y y ban đâu sư si hoa pha sân tờ chính quả. Kết quả của sự việc bình thường đều là một tình huống hy vọng xảy ra. Rú tao bị chinh tờ thi ơ niệm của trung soạn cháu tao là y phân bị cháu mãn y tờ công chúa. Lần thứ hai đến Bắc Kinh 2 năm thì cuối cùng tôi cũng có thể tìm được một cái công việc vừa ý. Hải khởi ý biểu示 ta chỉ sang mấy qua tựa trị còn có thể biểu thị tổng thể khái hoặc là khái không, khái 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 cua tớ chị hoặc là chứ khái mà vẫn này về đại cục thì có vẫn sợ có ngạt thể là đạt đạt được. ừ. Rú, ta chỉ học được 3 năm ngoại ngữ, nói chuyện thành như vậy, cũng xem bổ trợ rồi. À, thì anh ấy thì mới học ngoại ngữ được có nửa năm, có thể nói được như vậy, nói chung là rất là tốt. Trung lý, y, sự chính từ kết quả, tôi sự hy vọng phát sinh từ sự chính, à, chính khoảng, đang, hay có thể, sự bất như ý từ chính khoảng. Kết quả của sự việc thì phần nhiều là hy vọng phát sinh, một tình huống phát sinh, nhưng vẫn có thể là một sự việc không nằm ngoài ý muốn. Rú, chỉ qua tha ye xiang, Chính ye hen quảng xiang chuy, ừ. chính quảng.
他他也也很很想。想去。当他终于还是放弃了留学的打算，做出了安逸这样目的，用的用安逸国公的文转了，这用完文都保持的住好。等会。没有这个意思和用法，空格给你要把更难。做一做。选择填空，那个么落了？那个么？一，他都是想告诉他，当助理没说出口，俺给有人问来飞过来，英国工地空了听了，可让我担心的是，终于还是发生了，给别嘛都让人的国共的公司呢。三，从整个信息没出门，我总算把这几本厚厚的书读完了。cả một tuần không ra ngoài khỏi cửa thì tôi cuối cùng cũng đọc hết cái quyển sách mấy cái quyển sách dày này rồi. Sư, thinh lơ lý giảng chưa xe khoa không mama chung ý yếu tiện phẳng xin lợ ở đâu chủng soạn nghe những cái lời mà Lý Dương nói thì mẹ cuối cùng cũng có một chút yên tâm. Cái câu trên chọn được cả hai từ đúng không thầy? Cái câu số 3 ấy. Câu số 3, chẳng chẳng ý cái xin chi mấy chu mấn của chủng soạn, của chung ý cũng được, đáng cơ tao xin. Rồi, tiếp theo. Phần này nào, Hiên nào. Dạ vâng. Bài đâu nhỉ? Xem chưa? Dạ vâng. Y ạ. Hiện tại phan quản đâu thì trang chế yue bu lãng phí sự vụ. Quang phán đờ ý sư chêu sư bá tiệt đờ chai chư quang. Tức là hiện tại thì các quán ăn thì đều chủ trương việc tiết kiệm đợi mẹ tí không lãng phí thức ăn. Cái ý tưởng là Để sạch. đĩa sạch đúng không ạ? Chính là lấy ăn hết cái thức ăn. Dạ vâng. Quang. Dạ vâng. Từ cho mẹ. Trang sư Yue Liễu Chinh Lý Chiên Miên Lưu Trang Tủ Chưa Tan U Lờ Khẩn Tràng Sĩ Diên 这是可别再出问题了。冷秋的很呢，咱们都溜thì trên đường rất là tắc đường, làm lỡ rất là nhiều, tức là làm chậm rất mất thời gian. Lần này thì mong bạn đừng xảy ra vấn đề nữa. Dạ vâng. San ạ, an quy tinh xẻo tung u ý lui vô chuẩn tai sang phê chi. Cái theo quy định thì động vật nhỏ thì nhất định không được đem lên máy bay. Sư ạ, tha yếu si chi muộn, chẳng rằng của tao tha nà陪他聊聊天. Tức là cô ấy có chút Cô đơn. cô đơn. Muốn tôi đến chỗ cô ấy để cùng cô ấy nói chuyện, Trò chuyện. trò chuyện kiểu ủa tha tỉnh chu lờ gia ly chu xưa tờ pha khoai lờ tự chỉ tờ xoài pính tạ bài lờ chẳng Chẳng tí cường chẳng địch. chẳng thì chẳng thì Chẳng à đúng rồi tí. chẳng tí ạ. Dạ vâng. Anh ấy giữ cái gì ạ? Chịu được áp lực đúng không ạ? Phát huy được xuất sắc cái trình độ kiểu trình độ năng lực của bản thân để đánh bại kẻ địch mạnh. Dạ vâng. Liêu ạ, nì mân lẻng Lãng khẩu chữ. khẩu dư, lẻng khẩu dư chào cha quay chào cha bu
就于要啊闹离婚了，离婚吧，如果hai người các cái gì nhỉ, cãi nhau cũng vẫn chỉ là cãi nhau, không đến mức mà phải dẫn đến kết hôn à ly hôn đòi đúng ly không, hôn. Ừ. đòi ly Nào hôn nào nào là quấy quấy rối, mình dịch là đòi. Ừ. à, Đòi đòi ly mình chỉ cần đòi hôn. được, vâng ạ. À, tiếp theo đi Now, Châu, mời Châu chuyển sửa rưa chương trình à. now á thầy. Nào rưa nào, đúng rồi, nào nào cho từ rưa nào đấy. Dạ. Nào sự đấy, gây sự Dạ. À. Cái này điền lại y ri. Quay là bảo ấy. trân bệnh nhân tờ siêu sĩ. Vũ phan hôn y ri vô trình than sự. Ừ, À, để bạn đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân sau bữa trưa. Cái này chữ y ri này mình đọc mình hiểu vậy thôi hay là mình dịch nhất theo luật cái nghĩa luôn? tất Sau cả, bữa trưa tất tất cả cả thì không được tất thăm. cả không được thăm, Ừ. bệnh đó. Nì chấm cảo tập bố sư xua xua hảo là trông mơ hứa xáo lì trên men tập mà chấm yêu cú truy là bạn làm sao vậy hả? Không phải nói là cuối tuần hẹn gặp tiểu lệ sao? Sao lại không đi? In quê dầu tao vu phê chi bu nẫn chỉ phê tan vu là nín tờ bảo quê sứ chen phê trắng bao chen vì cái vì xương dày quá máy bay không cất cánh được làm lỡ thời gian quý giá của ngài thật xin lỗi mà sen dẫn China tang sen trắng sứ chu xưa tờ quán trấn là dân vu khi Mã Tương Dương làm huyện trưởng ở đó xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Đây, chu sửa, chu sửa. hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Là nhiều thứ rằng này. Em hay nói ngược à? Ừ. Tiếp theo, Linh nào. Lập kế ba đi hả thầy? Đúng rồi. Phải qua khao lý tớ sứ chuyển giữa sự tăng đối với trừ. Chứ em chưa làm cái đấy. Thế Hiền nào, A Chiến. Em đây ạ. À, có mấy nhỉ? Ừ. Câu 3. Không có ba. À dạ vâng. À, y ạ. À, Phan Tao phán chen mãn sư hội trấn tha và chỉ lờ chấu tang cho lờ sứ lái cơ sở sứ của chưa sứ trai mấy ở mấy ly chi sâu sứ là Ừ. xem khăn xem mấy căn phòng mà toàn là bụi đầy bụi thì anh ý đã con ơi. Anh ấy bắt đầu cái gì nhỉ? Lo lắng ạ. Cháu đây là gì thầy? Quên mất. Buồn bã lo lắng, À đúng, đúng ạ, buồn bã lo pha lắng. chấu, pha chỉ là chấu. Đúng ạ. Thế ạ, em cứ tưởng sự nhớ nhầm. Và anh ấy buồn bã, anh ấy lo lắng. Vừa mới đi mất đi ngồi tàu hỏa khoảng hơn 10 tiếng. Hiện tại bây giờ không còn sức để mà dọn dẹp nữa rồi. Dạ vâng. Của chào còn mẹ cất kia này. Của chào Liễu Minh Thiên lái tang tạo táo giản chỉ sứ sư yếu tiền mạo xiển đó. Tôi tìm Lưu ạ, ngày mai đi làm đạo diễn. Có thật là có một chút mạo hiểm. Sao nè? An xuế xeo quê tình chê chê khơ liệu sứ chia chia ỉ sang liệu sứ chia ỉ sang tờ xuế sân y lý bu yến sử san cha khảo sư.
Ý lụy, Mình theo tức là một ý lụy, ý lụy. ý lụy ạ. Ừ. Vâng ạ. Ý lụy ạ. Theo cái quy định của nhà của trường thì là học sinh mà thiếu không không lên, tức là không lên lớp mà hơn 60 tiết đúng không ạ? Ừ. Thì trở lên thì sẽ không được cho phép tham gia Kỳ thi. thi. Ừ. Dạ vâng. Sư ạ. Xào ly chu sư tờ hoàn chẳng là bị sai tờ cơ xe tung chua chỉ tớ là ti mình tờ khảo chấm chi. Tiểu lệ đã hoàn thành xuất sắc cái các động tác trong cuộc thi ạ. Đã giành được cái thành tích tốt vị trí đầu tiên. Có nói ra đấy.这个就不要了。你叫呢？演讲，社会关系。Diễn讲、演thuyết、发言、phát ngôn、宴发会、言，弄来呢？发言。发言、phát ngôn、宴会、yến hội、嘉宾、khách quý、证件、giấy tờ tùy thân、名片là danh thiếp、对，cha、gả。Lấy chồng, chị cưới vợ, phân sổ, chia tay, hoài孕, mang thai, quỵ hôn. Cái này là danh thiếp. Chơ sư của tờ miễn Bình phiên thiện. của mình bảo chữ liên xì. Chi quang chiang lại dầu chi khuây y chỉ hứa chua. Đây là danh thiếp của tôi. Chúng ta giữ liên lạc. Hy vọng tương lai có cơ hội cùng hợp tác. Miễn khiên chi quang cung sư tờ trùng trái liệu lưu Trái Liễu Minh, Liễu liễu em Minh quên cái Sơn. chữ thì có làm sao ạ? Liễu miễn xuyên sần lại xuyên sao diễn chẳng nghĩ sẵn truy thiên thiên mà Xiang hoặc xa, đi xiang. ngày mai hy vọng tổng tài hay giám đốc hả thầy, Ừ. giám đốc Lưu Minh, hy vọng giám đốc Lưu Minh của Đến trường của chúng ta đến công ty chúng ta diễn thuyết. Cậu là có xuyên muốn xeo à? Đến trường mà. đến đến trường quên á, xỉa sao bạn có muốn đi nghe không? Lão sư xin quân của bao miễn sử tôi suy giao ta sẽ mơ chân trên Ừ. thầy ơi xin hỏi khi ghi danh có đem theo giấy tờ tùy thân gì không? Chưa chỉ khai khai mổ sư hả thầy? Ừ, chú sĩ khai mô sư đó. Chưa chỉ khai mổ sư tờ cha binh tao Khai đến mô chưa? Gia bin, khách mời. Chú sĩ khai mô sư, chú khai sĩ mô khai sư mô sư là đó em gia đọc bin. lỗi à, khai mô sư là em đọc sai chữ mô Lễ khai mạc ấy, dạ đúng rồi. để khai Tham gia để lễ khai khai mạc, khách mời tham gia khách lễ mời khai mạc tham gia lễ đều khai đã mạc liên hệ rồi. liên hệ xong chưa? Đã liên hệ xong rồi. Liên hệ xong rồi đúng không? Mệt thì đọc có phải lẫn như sao đấy. Linh nào? Có. Sẽ khuyên sư thảo. Xã hội sự khảo, sự cơ bản thành thục của chữ biểu, biểu chữ, học cách suy nghĩ thì là một cột mốc của một người trưởng thành. Sự khảo让我们透过现象弄清事情的本质，发现工作中存在的问题，找到最好的工作方法。是否让我们少走弯路，有比较、有选择的处理和解决问题，有较小的、少的付比出，较小的付出，比较少的付出，换来最理想的效果。
是好让我们风景分风清，景独是分分分清，那种奉分亲，清主事，奉亲主事，突出重点，做到有的方式，khiến cho chúng ta thông qua được các hiện tượng để làm rõ được bản chất của sự việc và phát hiện được những vấn đề phát sinh ra trong còn tồn tại trong công việc, tìm được phương pháp làm việc phù hợp. Suy nghĩ khiến cho chúng ta không bị đi đường vòng, có tốt hơn và có được sự lựa chọn thiết thực à? Chú lý là gì đây? Chú lý là xử lý. Xử lý và giải quyết các vấn đề có sự trả giá to nhỏ và đánh đổi bằng hiệu quả. Ý theo xảo tờ phụ chú. Lấy cái mất đi nho nhỏ để đổi lại khoản lãi, là đổi lại chơi lý tưởng theo hiệu quả, đổi lại cái hiệu quả lý tưởng nhất, lý tưởng à, và sự bảo suy nghĩ suy làm nghĩ cho chúng thì ta có làm việc có mục đích và đó là đưa ra làm những cho việc chúng để ta bạn phân định rõ ràng chủ thứ, cái gì là quan trọng, cái nào là thứ yếu, làm rõ được cái trọng điểm và làm được những cái mục đích đề ra. Cái phản xử này là bắn tên đấy. Chú tạo hiểu từ phản xử, tức là làm được những cái mục tiêu rõ ràng thì gọi là hiểu từ phản xử. Nếu mà chúng ta có thể làm được bình tĩnh tự suy nghĩ, sáng suy nghĩ, sáng suy nghĩ thì sẽ cần dễ thành công. Nếu mà chúng ta có thể làm được cái sự lặng chinh là bình tĩnh ạ, bình tĩnh, bình tĩnh khi suy nghĩ, giỏi để suy nghĩ thì tin bạn nhất định sẽ thành công. Kiểu khoa học làm giàu ấy nhỉ. Đó. Rồi, đưa sách bài tập tôi giúp thầy nào. Sách bài tập bài số 26. Cửa sách của thầy nó đi đâu rồi đây?第二十六课，你属于哪一种盲？一、听力，第一部分，第一到六题，请选出正确答案。现在开始第一题。一，上海的那批货准备的怎么样了？时间可别耽误了。您放心。小李他们这两天都在加班，保证按合同要求的日期发货。关于那批货，可以知道什么？二。喂，你现在在宿舍吗？我刚下课，正要去图书馆查一份资料，有什么事儿吗？女的现在准备做什么？三。平时你要是能多关心一下孩子，他肯定也不至于考不及格吧。
这怎么能都怪我呢？你这当妈的也有责任啊。从他们的谈话中可以知道什么？四，总算弄好了，真把我累坏了。快休息休息，没想到这么个小桌子安装起来还挺麻烦。关于男的，可以知道什么？五，欢迎光临，本店五周年店庆，所有商品一律五折销售。我想给孩子买双网球鞋，这种有42号的吗？从对话中可以知道什么？六，王总，这是您的机票，是往返的。好的，谢谢。这两份合同我签过字了，你给销售部的刘经理送去吧。从对话中可以知道什么？Quên mất hết rồi. Rồi, đến Mỹ Châu đâu, sang Khải là Pi khuôn. Tới Hiền á, mà em Hiền đọc. Hiền, ở Hiền Hiền đúng rồi Hiền. Đọc mà, thôi thì em đọc luôn đó. Nhường nhau, vâng. Em. Nói chuyện với ai đó. Con chưa tự. Đã vâng. Y, Sang Khải đờ Na Pi Hoa chuẩn bị đờ, tẩm nhạc lơ. 时间呢和别耽误了，您放心，小李，他们这两天都在加班，保证按合同要求的日期发货。关于那批货，可以知道什么？cái lô hàng mà đến Thượng Hải đó đã chuẩn bị thế nào rồi? Thời gian thì đừng có mà bị chậm trễ đấy, đừng có lỡ thời gian. Ngài yên tâm, tiểu lý bọn họ thì hai ngày nay đều tăng ca, đảm bảo thì theo cái theo theo ngày theo thời kỳ của yêu cầu của hợp đồng mà phát hàng gửi hàng, theo cái liên quan đến cái lô hàng đó thì có thể biết điều gì? Quan ý na pi hua hua thì có thể an hợp đồng yêu cầu từ ngày phát hàng, có thể theo hợp đồng phát hàng gửi hàng. Bạn đang ở ký túc xá à? Bây giờ bạn ở ký túc xá à? Wo gang xia khe, zheng yao qu tu su guan cha yi fen zi liao, you shen me shi ma? Tôi vừa đang học, đang đi thư viện. Tu su guan tra tài liệu, có việc gì không? Lü de xin zai zhun bei zuo shen me? Người nữ chuẩn bị làm gì? Tha trào tư liệu. Tư liệu. Cô ấy tìm tài liệu. Thế nào? Tiếp theo Linh. Bình sử. Bình sử. Nếu như nâng tố quan xuyên sang Khải sử.
他肯定也不至于考不及格吧？ 这怎么能都怪我呢？ 你这大爷骂的也有责任呢？ 从他们的谈话中可以知道什么？ 他们就是附近 啊，冰冻的 bạn phải quan tâm con cái một chút thì anh ấy nhất định sẽ không không còn là không được. Không đến mức mà thi không đạt là đạt đạt được tiêu chuẩn đấy, phu chí Tiêu chuẩn. cớ tức là đạt tiêu chuẩn À, không cái cách. này tại sao cái gì cũng trách tôi. Bạn không phải là làm mẹ thì cũng phải có trách nhiệm của người làm mẹ. Thì ở trong cái cuộc nói chuyện này có thể biết được cái gì? Biết được họ là vợ chồng. Ừ, phải là một sư phu chi đó, tiền nào thứ sư. Dạ vâng. Đi sửa. Tổng soạn nó hỏi là chân bảo của lê khoai là khoai siêu xỉ siêu xỉ bà. À khoai siêu xỉ siêu xỉ. Mấy sáng tao chưa cơ chưa mở cơ xảo chua dự an toàn chỉ lái khoái tỉnh bá phán. Quan trí nán tờ khởi chưa tao sớm mơ. Cái này là cũng coi như là cũng coi như là làm xong rồi. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Thật là làm tôi mệt chết. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Không ngờ rằng cái bàn nhỏ như như vậy mà lắp lên cũng rất là phiền. Liên quan đến người nam thì có thể biết được điều gì? Tha cho chua dự khẩn lây Choang, choang là choang, choang. choang ạ. Vâng ạ. Choang sinh một. Rồi ạ. Vâng ạ. Đi đâu? Ừ, hoan nghênh quang l临. Hoan nghênh quang l临 bần tiên 5 周年 电竞 所电竞。有呀，电竞所有商品一律5折销售。hoan nghênh ghé thăm cửa hàng của chúng tôi à, cửa hàng kỷ niệm 5 năm không phải cửa hàng của chúng tôi kỷ niệm 5 năm khai trương phải không thầy? Đúng rồi. Dạ. Hoan Yeah. nghênh. Hoan nghênh Khách sạn. cửa hàng chúng tôi kỷ niệm 5 năm thành lập. 5 năm thành lập. Tiên Trinh. Nên tất cả mọi mặt hàng đều đồng loạt giảm giá. 50%. 50 ủ Phải chứa là táo ủ chứa là giảm bao nhiêu phần trăm nhỉ? không? Mua 50-50 đúng rồi. Đã ủ với Giảm thầy. 50%. Cái hải sự mài son quảng chiếu xỉa. Chưa trụng dầu sư sư sữa ơ hao tầm mắt. Tôi muốn mua cho con của tôi một đôi giày tennis. Có loại số 42 không? Chúng tùy khoa trung khởi gì chứ tao xem từ trong đối thoại có thể biết về điều gì Hoàng chiếu sửa chân trai tà trưởng dài 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 thể thao đang diễn giá và tennis đang giải cứu Đó, yeah, bộ phận. đâu câu 6 đâu thầy Câu con Linh sáu đọc nữa. nốt câu 6 Câu 6 à? Ừ đúng rồi, còn bán chủng. Bán chủng nào. Hoàng chủ, chưa sử lý tờ chi phiêu, sử quán phản mà, quán phản đó. Hào đó, xe xe, chưa lẻo phân khở thống, của chuyên cơ sử lọ. Ní cái, xeo sâu bu tờ, liều chinh lý xung truy bảo. Sống tuệ khoa chung khởi hình sử đạo sở mơ. Chưa lẻo phân khở thống, quán chủ lý chinh chuyên cơ sử lọ. Vương tổng, đây là vé của ngài thì cái này là khứ hồi được cảm ơn thì cái hợp đồng này thì tôi đã ký xong rồi thì bạn đưa đến cho giám đốc lưu của bộ phận tiêu thụ đi từ trong cái hội thoại này có thể biết được hai cái hợp đồng này thì Vương tổng đã ký xong rồi. Chén hảo, chén hảo hợp đồng.
第二部分，第七到14题，请选出正确答案。现在开始第7题。七。这个书架我怎么装不上呀？你是按说明书上的步骤安装的吗？是啊，有个零件我看不懂它装在哪儿，说明书上说的不清楚。那你给卖家打个电话问问。 男的为什么装不上书架？八。你们家小雪的作业要做到几点？吃晚饭前就完成了呀，现在学校不让留太多作业。 9。真不好意思，耽误了您这么长时间。别这么说，亮亮的学习也离不开家长的关心和督促。非常感谢，让您费心了。您太客气了，感谢您对我们学校工作的支持和配合。男的最可能是亮亮的什么人？ 10。最近眼睛看东西总感觉模模糊糊的，是不是老花眼了？你才多大就老花眼？我们同事刚45，眼睛就花了。我觉得你最近写东西弄得太晚了，少看会儿电脑就好了。女的觉得男的的眼睛是什么问题？ 第11到12题是根据下面一段话：有一位酿酒师，经过长期的努力，酿制出了一种口感独特的葡萄酒，起名叫赤玉。但他做不起广告，酒的销路非常不好。情急之下，他想了一个办法，就是每天晚上到各个卖酒的商店去买赤玉葡萄酒。 得到的回答当然是没有。这时，他热情地说：“没关系，等你们进了货，我再来买。”随着询问次数的增多，许多店家开始关心这种酒，并打听哪里能进到货。赤玉葡萄酒由此打开了销路。这则故事告诉我们一个道理：当你无法解决一个问题时， 积极变换思路，从其他角度去想，眼前就会豁然开朗。11，赤玉这种酒为什么卖得不好？12。 酿酒师想出了一个什么办法？ 13到14题是根据下面一段话：只有自己经历过创业之苦， 才懂得节省的道理，才懂得创造的艰辛和财富的来之不易。约翰就是这样的人，他虽然非常富有，
可在日常开支方面却很节省。一天，他在纽约一家宾馆办理入住，要求住一间最便宜的房间。宾馆的服务生说：“先生，你为什么要住便宜的小房间？你儿子来住宿时，总是挑最豪华的房间呀。”“没错，”约翰说，“我儿子有个百万富翁的父亲，可我没有呀。”十三，对话中的两个人是什么关系？十四，关于约翰，可以知道什么？Rồi, hảo thơ, ta tạm thời nghe đến đây đã nhé. Hôm sau vào bài thì ta sẽ chữa luôn phần này luôn. Để không nghe nữa. Ta nghỉ tại đây nhé. Dạ. Rồi, nhưng mà chào chị, hoàn an. Dạ.